Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 10 tháng 7 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin trại giam Chí Hòa nổi loạn, giải mã bí ẩn này. Trại giam Chí Hòa tại thành phố Hồ Chí Minh là trại giam khét tiếng từ trước năm 1975. Nơi đây đã giam giữ rất nhiều tù nhân mang trọng tội. Trại giam này được xem như là một trại giam án bậc nhất Việt Nam hiện nay và thành phần tội phạm hình sự nơi đây cũng thuộc loại nguy hiểm bậc nhất thành phố. Tuy nhiên, vào ngày 6 tháng 7 vừa qua, người dân xung quanh trại giam này nghe hàng loạt tiếng nổ phát ra từ trại giam. Đây là điều hết sức bất bình thường. Thời đại này là thời đại 4.0, ai cũng có một smartphone trên tay, nên bất kỳ có biến động bất ngờ nào, người dân cũng có thể dùng điện thoại di động quay lại sự việc và phát tán lên các phương tiện mạng xã hội. Được biết, người dân quanh trại giam này đã quay một đoạn video quang cảnh trại giam tối tăm với nhiều tiếng nổ liên hồi cũng được lan truyền ngày càng nhiều. Đây là hình ảnh bạo loạn ở Chí Hòa. Vào lúc khoảng 19 giờ ngày 6 tháng 7, người dân sống xung quanh trại giam Chí Hòa ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh nghe nhiều tiếng nổ phát ra từ khuôn viên của trại giam này. Ngay sau đó, nhiều ô tô lớn chở cảnh sát cơ động và các lực lượng công an đã được điều động đến. Nhìn cái đoàn xe của cảnh sát cơ động được đưa đến để cứu thì rõ ràng đây là cảnh bạo loạn đang xảy ra. Rất có thể là tù nhân đang tổ chức bạo loạn để vượt ngục. Trại giam Chí Hòa là một trại giam nổi tiếng hà khắc. Chế độ cộng sản vậy nói những thường nói các cai ngục ở trước năm 75 là ác ôn. Tuy nhiên, trại tù này ở cả nước sau năm 75 cũng đều đánh giá là loại địa ngục của cộng sản còn ác hơn cai ngục dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Họ tàn bạo hơn và thủ đoạn họ cũng thâm hiểm hơn. Tại trại giam này, lực lượng cảnh sát rất tinh nhuệ và có đủ các loại tra tấn. Cho đến bây giờ, dân Sài Gòn nghe đến người nào từng đi tù ở trại giam Chí Hòa đều sợ. Vì họ biết nơi đây là nơi chuyên dùng để nhốt những tù nhân nguy hiểm. Và hãy nghe nói cai ngục của trại giam Chí Hòa, người ta còn kinh sợ hơn rất nhiều. Và báo chí nhà nước đưa tin như thế nào về sự việc này? Những tin tức bất lợi cho chính quyền thì thường là Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các báo chí ém đi không đăng. Tuy nhiên, vì video clip nhan nhản trên mạng nên báo chí nhà nước không thể im được và họ bị buộc phải lên tiếng. Tuy vậy, tiếng nói của báo chí nhà nước bao giờ cũng có độ trễ rất lớn và người ta đặt câu hỏi cho độ tin cậy của nó. Tờ báo Việt Nam Express cho biết, tới 19 giờ 50 phút, ít nhất có 6 loạt tiếng nổ tiếp tục vang lên. Hơn 2 tiếng sau, một ô tô chở phạm nhân và 6 xe chở cảnh sát mặc bộ đồ bảo hộ từ trong khám đi ra ngoài. Đến 1 giờ sáng ngày 7 tháng 7, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã công bố thông tin về vụ việc. Theo đó, vào chiều ngày 6 tháng 7, Công an thành phố đã tổ chức khám sức khỏe cho bị can. Phạm nhân tại trại giam Chí Hòa ở đây cũng được khám như vậy. Trong lúc lực lượng y tế tại trại giam khám bệnh, thì một số kích động số can phạm khác gây rối an ninh trật tự nơi giam giữ. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều động lực lượng phối hợp với quản giáo trại giam Chí Hòa để xử lý, ổn định lại an ninh trật tự, đưa số can phạm và phạm nhân trở lại buồng giam. Đây là hình ảnh theo báo chí nhà nước của Việt Nam đăng tải thì tại Chí Hòa có tới 81 ca nhiễm Covid. Báo Thanh Niên cho hay một số người đã được chuyển về trại giam T30 tại huyện Củ Chi ngay trong đêm để thực hiện giãn cách phòng chống COVID-19. Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang vất vả chống dịch. Báo chí đã dọn đúng sự kiện để đổ cho dịch COVID. Tuy nhiên, ai cũng biết, chính quyền Cộng sản Việt Nam rất giỏi trong vấn đề bưng bít thông tin. Việc họ khám cho phạm nhân và phát hiện COVID-19, nhưng họ thông báo bằng một bệnh khác thì sẽ không có chuyện tù nhân hoang mang. Và không lẽ chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quen thói mị dân thì họ cũng sẵn sàng làm bất cứ điều gì? Đó là câu hỏi đã phơi ra bản chất của cuộc nổi loạn. Đó không thể nào được lý giải bằng dịch COVID cho được. Và tranh cãi quanh đoàn tình nguyện chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh cũng là điều được dư luận đưa ra. Theo báo chí nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì cơ quan điều tra hiện đang làm rõ hành vi của một số người liên quan và chưa đưa ra bình luận về những tiếng nổ phát ra trong vụ gây rối. Báo chí cũng đã cho biết là trong những ngày gần đây, dịch COVID-19 đã lây lan vào trại giam Chí Hòa. Tờ Việt Nam Express dẫn thông tin từ công an cho hay vào mùng 3 tháng 7, một nam bị can 26 tuổi trong vụ án mua bán trái phép ma túy
bị tạm giam đã có triệu chứng sốt và được đưa đến bệnh viện 30 tháng 4 của Bộ Công an. Đến khuya cùng ngày, người này đã tử vong. Cơ quan y tế sau đó xác định nguyên nhân là suy hô hấp cấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi và kết quả xét nghiệm cho thấy dương tính COVID-19. Vào hồi cuối tháng 6, 3 cán bộ của quản giáo trong trại giam Chí Hòa cũng được phát hiện nhiễm COVID-19. Theo báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, đã phát hiện thêm 81 ca dương tính COVID-19 ở trại giam Chí Hòa, gồm 44 cán bộ chiến sĩ, công nhân viên và 36 phạm nhân. Đây là hình ảnh tại trại giam Chí Hòa. Khám Chí Hòa do Nhật giúp Pháp xây dựng vào năm 1943 và hoàn tất năm 1950, có thể chứa từ 2.000 cho đến 7.000 tù nhân. Theo sách Địa chí văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đăng tải, từ đó đến nay, trại giam này đã được các chính quyền khác nhau qua các thời kỳ sử dụng làm nơi giam giữ. Theo báo cáo của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trong những năm gần đây, trại giam Chí Hòa đã bị xuống cấp trầm trọng, không còn đảm bảo an toàn giam giữ phạm nhân và cũng đang quá tải hết sức. Vì vậy hiện nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch di rời trại tạm giam này về tạm giam tại trại T30 ở huyện Củ Chi. Việc di rời dự kiến hoàn thành trong năm 2021. Và chuyện di rời trại giam Chí Hòa cũng là một vấn đề cần suy nghĩ, vì trại giam Chí Hòa hiện nay nằm ở khu vực quận 3 và quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh, một khu vực có giá đất rất đắt đỏ nên đã lọt vào tay các nhóm lợi ích. Bỏ qua chuyện nguyên nhân lấy đất trại giam, chỉ xét về nguyên nhân bạo loạn thì rất có thể do bị hà khắc chứ không phải do Covid. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu xét nghiệm nhanh cho tất cả các cán bộ, công nhân viên, phạm nhân của trại tạm giam thì phát hiện tới 81 mẫu dương tính. Và bây giờ trại tạm giam Chí Hòa đã trở thành ổ đại dịch với 81 ca dương tính Covid. Tờ báo Tuổi Trẻ cũng dẫn lời nguồn tin từ báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6 tháng 7 cho biết trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có nhiều chuỗi lây nhiễm với số ca mắc COVID-19 tăng cao, đặc biệt ổ dịch tại trại tạm giam Chí Hòa, quận 10, với 81 ca được ghi nhận tính đến ngày 5 tháng 7. Theo đó, ổ dịch này ghi nhận ca đầu tiên dương tính vào ngày 27 tháng 6 khi đi khám tầm soát tại bệnh viện quận Bình Thạnh. Sau đó, vào ngày 28 tháng 6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu xét nghiệm nhanh tầm soát tất cả các cán bộ, công nhân viên, phạm nhân của trại tạm giam. Qua đó phát hiện thêm 44 cán bộ, công nhân viên làm việc trong trại tạm giam và 36 phạm nhân dương tính với COVID-19. Ca ghi nhận mới nhất là vào ngày 5 tháng 7. Đây là hình ảnh cảnh sát cơ động tăng cường cho trại giam Chí Hòa. Liên quan đến ổ dịch này, vào tối ngày 6 tháng 7, tờ Việt Nam Express đưa tin nam bị can 26 tuổi chạy tại trại giam Chí Hòa đã tử vong do suy hô hấp cấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi và có kết quả test nhanh dương tính COVID. Thông tin này được trại tạm giam Chí Hòa báo Công an thành và Viện Kiểm soát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh từ chiều ngày 4 tháng 7. Bị can sống tại quận 1 bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh trước đó bắt tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma túy vào hồi tháng 4. Vào ngày 12 tháng 5, anh này được chuyển đến trại tạm giam Chí Hòa, được trại cho kiểm tra y tế, cách ly theo quy định rồi chuyển đến buồng giam. Chiều ngày 3 tháng 7, cán bộ quản giáo phát hiện anh này bị sốt nên đưa đến bệnh viện 30 tháng 4 thuộc Bộ Công an để kiểm tra. Đến tối cùng ngày, nam thanh niên đã tử vong. Cơ quan y tế bước đầu xác định nguyên nhân là do suy hô hấp, sốc nhiễm trùng, viêm phổi và test nhanh dương tính COVID-19. Công an Thành phố Hồ Chí Minh lúc này đã phối hợp với các cơ quan y tế khử trùng khu vực buồng giam, truy vết những trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính này. Và dự kiến trong thời gian sắp tới, đại dịch COVID-19 sẽ còn lan rộng hơn nữa tại Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt trong những trại tạm giam chật chội này. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.